chùa Điện Ngự, chùa Diệu Huế, liên đoàn cư sĩ Phật giáo Ái Hội xin thành kính công đức của quý cao quý và cầu nguyện cho linh giáo sư Nguyễn Thanh Liên Phật giáo ngoài cây thành được thuận lợi thuận lợi. Xin cầu nguyện ơn trên người phương chư Phật từ bi chứng minh giao hộ cho quý thanh quyến và vô lượng an lạc phú huệ trang nghiêm. Khi được trên tiền chúng tôi có nhiều lần gặp giáo sư Nguyễn Thanh Liên cùng có nói chuyện trên đài truyền hình cùng với ký giả Vian và với giáo sư. Gia đình chúng con xin đây đầu này là đa phạm.